ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung khiến nhiều doanh nghiệp di dời cơ sở sản xuất đi nơi khác. Trong các nước ASEAN, Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư nóng nhất. Nhưng sau khi dòng tiền nóng đổ vào Việt Nam, dẫn tới tình trạng săn đất, thiếu nhân lực và tiền công tăng v.v. Bộ Kinh tế phân tích, năm ngoái Đài Loan đầu tư vào các nước mục tiêu của hướng Nam mới đạt 2,4 tỷ đô la Mỹ, trong đó Việt Nam tăng trưởng 32%, Ấn Độ tăng 10,82%, đứng nhất và nhì trong xếp hạng. Bộ Kinh tế cho biết do ảnh hưởng của thương chiến Mỹ-Trung làm thay đổi kết cấu của chuỗi cung ứng thế giới. Trước sự chuyển biến này, ngành bán dẫn, thiết bị cơ khí và ngành sản xuất máy móc của Đài Loan đối mặt thách thức, làm nổi bật tầm quan trọng của việc phân tán rủi ro và sắp xếp hoạt động khắp thế giới. Việt Nam, họ chỉ cần một lần, hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài đổ vào, thì sẽ xuất hiện tình trạng thiếu công. Thường thì, chúng ta thấy một số ngành truyền thống như nhà xây dựng, 制鞋啦，哈，这些比较传统劳力密集多一点的产业哈，大概比较会集中在这个地方。 Học giả cho rằng mặc dù dân số của các nước Đông Nam Á đạt hơn 500 triệu người, nhưng thực tế nhân công của mọi năm lại tăng lên vô cùng nhanh. Doanh nghiệp không thể cứ dựa vào giá nhân công rẻ để sản xuất, cho nên ngoài việc nâng cấp ngành công nghiệp, cũng nên đưa vào hệ thống tự động hóa, nâng cao kỹ thuật sẽ là vấn đề mà các chủ doanh nghiệp phải cân nhắc. Ngày 22 tháng 7, Tổng thống Thanh Văn đã thuận lợi hoàn thành chuyến công du nước ngoài. Ngay khi về tới Đài Loan, Ủy viên lập pháp Hoàng Quốc Sương mở buổi họp báo lên án nhân viên Cục An ninh Quốc gia họ Ngô là cận vệ phụ Tổng thống đã lợi dụng chuyến thăm này để đặt mua 9.800 cây thuốc lá miễn thuế, đặt trị giá 6,45 triệu đài tệ, rồi bằng cách hưởng đãi ngộ thông quan đặc biệt để mang nhập cảnh. Nghi ngờ đây là hành vi nhập lậu thuốc lá để trục lợi. Hiện tại, toàn bộ thuốc lá nhập lậu này đã bị tạm cất giữ tại kho hàng Đài Bắc của Sở Hải quan. Có tin đồn rằng không phải chỉ riêng một nhân viên an ninh dính líu vụ việc. Cơ quan công tố cũng bắt đầu vào cuộc điều tra. Tổng thống Thanh Văn rất giận dữ khi biết được nhân viên tháp tồn lúc thực hiện công vụ là vi phạm kỷ cương nghiêm trọng, nên hạ lệnh Cục An ninh thực hiện cuộc điều tra. Cục An ninh Quốc gia cho biết sẽ dốc toàn lực phối hợp cuộc điều tra. Tối ngày 22 tháng 7, Cục trưởng Cục An ninh Bành Thắng Trúc xin từ chức đã được phê chuẩn do Phó Cục trưởng Kha Thự Hành lên làm thay. Còn trưởng đội cận vệ Trương Tiệp xin tự xử lý kỷ luật đồng thời được điều động khỏi chức vụ. Đội cảnh sát của xe điện Metro Đài Bắc nhận được thông tin báo án của dân chúng, cho biết có kẻ nhắn tin trên mạng nói rằng sẽ giết người ngẫu nhiên trên tuyến Bà Nản, là vụ đe dọa tấn công Metro lần thứ hai trong 3 ngày gần đây. Ngày 21 tháng 7, một cô gái họ Lưu đăng tin trên mạng, cho biết sẽ giết người tại ga xe điện Nê Hủa. Kết quả đã bị cảnh sát bắt giữ, không ngờ rằng sự kiện mới chấm dứt lại xuất hiện vụ nhắn tin đe dọa. Hiện nay, đội cảnh sát đã thông báo đến các ga xe Metro tăng cường công tác bảo vệ, các đồn cảnh sát tăng cường lực lượng tuần tra, đang thông qua IP của tài khoản để truy tìm kẻ nhắn tin. Cảnh sát cho biết, nếu người dân để lại trên mạng những câu viết đe dọa, bất kể là nhắm vào mục đích gì, đều đã chạm tới luật hình sự với tội danh đe dọa công chúng và đe dọa an ninh, sẽ bị phạt với án tù cao nhất là 2 năm. Nếu người dân đi xe điện Metro phát hiện có người và sự việc khả nghi, có thể sử dụng máy gọi khẩn cấp để trao đổi nói chuyện với tài xế, cảnh sát sẽ nhanh chóng tới xử lý. Ngày 23 tháng 7, Singapore triệt phá vụ buôn lậu ngà voi nặng 9 tấn đạt trị giá khoảng 400 triệu đài tệ lớn nhất lịch sử, ước tính có gần 300 con voi bị giết hại. Hải quan Singapore bắt giữ một container vận chuyển từ Congo sang Việt Nam, trong đó không những chứa 8,8 tấn ngà voi, còn có một lượng lớn vải TT với tổng trọng lượng 11,9 tấn đạt trị giá khoảng hơn 1,1 tỷ đài tệ. Ước tính trong vụ buôn lậu này ít nhất có 2.000 con TT và gần 300 con voi châu Phi đã bị giết hại. Đây cũng là vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất bị Hải quan Singapore bắt giữ.